Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì hy vọng rằng bà con có thể học hỏi được nhiều điều từ anh Tâm và anh Thuấn để có thể phòng và trị bệnh trùng mỏ neo tại ao cá của gia đình mình một cách hiệu quả nhất. Vâng, và tôi cũng xin được bật mí thêm với chị Thanh Nhẫn cũng như là quý vị khán giả. Ở riêng với mô hình của nhà anh Thuấn thì ngoài nuôi cá ra, anh cũng đang áp dụng cách chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn gồm có hơn 300 con của mình trước dịch tả lợn châu Phi. Từ mô hình nuôi cá và lợn thì anh Thuấn có thể thu lãi gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Và ngay sau đây, xin mời bà con tiếp tục gặp gỡ với anh Thuấn để xem làm cách nào mà anh ấy có thể cùng một lúc bảo vệ tốt cho cả đàn lợn và đàn cá của mình trước những dịch bệnh nguy hiểm trong thời gian này. Tận dụng tối đa các tầng nước để nuôi cá là bí quyết thành công của anh Thuấn. Trên diện tích mặt nước 40.000 m2, anh Thuấn tiến hành thả nuôi nhiều loại cá như cá chấm, cá rô phi, cá chép. Cách làm này giúp cân đối nguồn thu khi giá cả những đối tượng thả nuôi trong mô hình biến động. Tầng mặt thì mình nuôi con chấm, cá rô, còn con trôi với lại con chép thì ăn tầng đáy. Chấm với lại con cá chép thì nó được cái giá cao hơn. Thì mình nuôi lồng ghép này thì để cho con cá chấm với con cá chép này thì để bù vào những con cá kia để cho giá nó ngang nhau, chứ không thì nó lại lỗ. Theo anh Thuấn, để cá có thể sinh trưởng, phát triển tốt, bên cạnh việc đảm bảo mật độ thả nuôi hợp lý, thì anh còn luôn chú trọng các biện pháp giúp tăng sức đề kháng cho cá. Đặc biệt, anh không bao giờ đưa phân và các chất thải của lợn xuống ao. Mình ngâm chế phẩm sinh học trộn vào mấy thức ăn cho cá ăn để cho nó giúp được con cá là chống được cái bệnh đường ruột và tiêu chảy của con cá, để cho con cá nó chóng lớn. Cái thùng phi này của mình là 240 lít. Thì mình trộn mấy lại hai can dì mật, mấy lại 50 cân tỏi trộn vào. Mùa đông này thì ta trộn vào đến còn 20 ngày đến 1 tháng thì ta trộn vào mấy thức ăn cho cá cho ăn. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi cá của anh Thuấn luôn đáp ứng được cả hai yếu tố về chất lượng và số lượng sản phẩm. Sau 6 tháng thả nuôi, anh Thuấn có thể thu hoạch được 70 tấn cá. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi 300 triệu đồng. Hiện trại cá của anh Thuấn cũng đang tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động khác tại địa phương. Mức lương bình quân mỗi tháng mình được 8 triệu. Mình hỏi là cách chăn nuôi cho con cá kiểm soát được bệnh dịch, muốn học hỏi thêm vài năm lấy kinh nghiệm để mình về, mình cũng nhà mình cũng có trang trại thì mình cũng muốn để áp dụng để cho năng suất nhà mình được hiệu quả hơn. Không chỉ nuôi cá giỏi, anh Thuấn cũng được biết đến là một nông dân nuôi lợn mát tay tại địa phương. Khi đàn lợn 300 con của anh vẫn khỏe mạnh trước dịch tả lợn châu Phi, và đây chính là cách bảo vệ đàn lợn của anh. Không vào chuồng, không xem lợn trực tiếp. Khi muốn mua, thương lái chỉ có thể quan sát lợn qua những hình ảnh, video clip trên điện thoại như thế này. Họ đi đến những cái trại lợn, nhiều những trại lợn nó không an toàn thì mình cũng phải giữ được những cái con lợn của mình nó đang không bị bệnh tật như này thì mình cũng phải kiêng để cho những người thương lái không cho vào xem, thì mình chỉ cho xem bằng điện thoại thôi. Tôi bán lợn bằng cái uy tín, là cái chất lượng, là cái hàng tin tưởng nhất. Hiện tại trên địa bàn xã Tân Kỳ chỉ còn lại 4 trại lợn quy mô lớn chưa bị mắc dịch tả lợn châu Phi, và mô hình của anh Thuấn là một trong số đó. Theo chia sẻ từ anh Thuấn, thời điểm này dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế tại địa phương. Tuy nhiên anh Thuấn không cho phép mình chủ quan. Dù phải chăm sóc tổng đàn lợn thịt và lợn nái lên tới 330 con, tuy nhiên anh Thuấn không thuê thêm nhân công. Công việc tại trại lợn chỉ có hai vợ chồng anh đảm nhiệm. Xử lý bằng vôi bột ở bên ngoài, rắc xung quanh chuồng trại và khu vực chăn nuôi. 3 ngày tôi lại rắc vôi xung quanh một lần. Đấy, còn bên trong thì tôi xử lý bằng thuốc sinh học, tôi phun mỗi ngày một lần. Cao dịch đấy là tôi phun một ngày 2 lần, sáng và chiều tối. Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc đã thiết lập mức đỉnh mới 73.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo suy luận của anh Thuấn, giá lợn sẽ vẫn còn tăng cao từ giờ tới cuối năm khi nguồn lợn khan hiếm. Dịch tả châu Phi ở địa phương mình thì bây giờ cũng tạm ổn rồi, cũng không thấy có ổ dịch nào lây ra nữa rồi. Hiện tại giá bây giờ là đang giá là 73.000.
tôi đoán là từ giờ đến Tết Nguyên đán là sẽ lên đến 80.000 một cân. Chúng tôi cũng rất là hài lòng và tôi chỉ lo muốn cái điều là sợ là cái dịch tả châu Phi nó còn kéo dài ra nữa. Hiện tại là huyện tôi là dịch tả châu Phi là gần như là hoành hành khắp các xã, mà đặc biệt là xã tôi là chỉ còn một số hộ là còn do áp dụng đúng cái quy trình mô hình của nhà ông Thuấn, là mô hình tiêu biểu của xã Tân Kỳ chúng tôi. Đây là một mô hình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sinh học. Nuôi cá và lợn là mô hình không xa lạ với các nông hộ trên cả nước. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển những mô hình này cần tuân thủ các biện pháp chăn thả an toàn, đảm bảo các đối tượng đều sinh trưởng tốt, khỏe mạnh. Đây sẽ là cơ sở để các nông hộ chăn nuôi bền vững, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị và bà con gọi điện về cho tổng đài của chúng tôi 1900 6115. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.